Ngô Kiến Huy trải lòng về quãng thời gian khó khăn vì kinh doanh thất bại, từng có ý định bỏ nghề. Mới đây, Ngô Kiến Huy đã có nhiều chia sẻ gây chú ý hôm 19 tháng 2. Theo đó, nam ca sĩ hiếm hoi tâm sự về khoảng thời gian khó khăn nhất và hé lộ về con người thực sự của mình đằng sau ánh đèn sân khấu. Ngô Kiến Huy đã tiết lộ về khoảng thời gian khủng hoảng của cuộc đời mình. Nam ca sĩ cho biết, tôi từng rất dễ bị tổn thương bởi những suy nghĩ của người khác. Đôi khi mình chỉ đơn giản chào hỏi nhưng họ lại nghĩ mình đang có ý đồ. Dần dần tôi tự tạo một vỏ bọc riêng mà không quá mở lòng với ai. Cũng vì thế, Ngô Kiến Huy tồn tại nhiều suy nghĩ tiêu cực, tự nhận thấy mình không muốn tiếp tục làm nghệ thuật. Đồng thời, vì kinh doanh thua lỗ, nam ca sĩ suy sụp và buông thả bản thân dẫn đến việc bị tăng cân mất kiểm soát. Bước ngoặt giúp Ngô Kiến Huy thoát khỏi những tiêu cực là nhờ nhóm bạn chơi game chung khuyên bảo, động viên tinh thần. Nam ca sĩ cũng mạnh dạn quay lại kinh doanh, rút kinh nghiệm từ các lần thất bại trước đây mà tiến lên. Bên cạnh đó, Ngô Kiến Huy chăm chỉ tập gym hơn để có vóc dáng săn chắc. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Ngô Kiến Huy lần đầu nói rõ chuyện thường xuyên bị miệt thị ngoại hình. Anh cho biết, tôi từng bị miệt thị ngoại hình, người ta bảo là ăn nhiều rồi mập làm sao đi sâu. Đến lúc tôi nhịn ăn nhịn uống, giảm cân còn 59kg thì họ lại bảo mình chơi đồ. Khoảng thời gian đó tôi rất stress. Bỏ qua những lời đánh giá tiêu cực, anh vẫn chăm chỉ đi gym để giữ thân hình luôn săn chắc khỏe mạnh. Nhờ vào ý chí và tài năng, Ngô Kiến Huy hiện đang sở hữu khối tài sản khủng. Nam ca sĩ hiện đang sống trong một căn penthouse trị giá 22 tỷ đồng, được trang trí nội thất sang trọng. Ngô Kiến Huy còn có nhiều xe sang, đồ hiệu và thường du lịch sang chảnh. Trong một video, Ninh Dương Lan Ngọc từng cho biết mức cát-xê của Ngô Kiến Huy là 50 triệu đồng một show, nhiều khi sẽ lên đến mức 100 triệu đồng. Có ngày, nam ca sĩ nhận đến 10 sự kiện. Năm 2021, Ngô Kiến Huy vướng vào tin đồn hẹn hò với hot girl kém 9 tuổi Uyên Andy. Cả hai thường xuyên bị soi ra dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm. Tuy nhiên đến nay, Ngô Kiến Huy vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Từ trải qua nhiều khó khăn đến mức sống buông thả, Ngô Kiến Huy hiện nắm trong tay khối tài sản khủng. Nam ca sĩ chứng minh được sự đa tài với khán giả, không chỉ thành công về nghệ thuật mà còn tinh anh lúc kinh doanh. 2022 là một năm sôi động của showbiz Việt, Ngô Kiến Huy cũng không ngoại lệ. Nhìn lại một năm hoạt động đầy nỗ lực, Ngô Kiến Huy chia sẻ, một năm đủ đầy và viên mãn, theo nhìn nhận và quan điểm cá nhân tôi. Theo đó, Ngô Kiến Huy cho biết anh đặc biệt gặt hái được những thành tựu đáng để kể tên ở lĩnh vực MC. Anh cho biết với vai trò dẫn dắt tại chương trình Ca sĩ Mặt Nạ mùa đầu tiên và là thành viên của Gia đình 2 ngày 1 đêm. Anh chia sẻ, 2022 chính là năm đỉnh cao của bản thân mình sau 14 năm theo đuổi giấc mơ, đam mê và sự nghiệp. Đỉnh cao ở đây không chỉ mang nghĩa thành công, mà còn là việc năng lượng của bản thân tôi dành cho công việc đạt độ chín mùi. Đủ để tôi tự tin khẳng định rằng con đường nghệ sĩ đa năng không phải là tham lam mà tận dụng tối đa, triệt để khả năng của bản thân. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều nhưng với Huy, anh đã dốc toàn bộ sức lực cho sản phẩm và anh đã gặt hái được những thành tựu như mong muốn. Có thể, thành tựu của hôm nay vẫn còn nhỏ, nhưng chắc chắn nó sẽ là nền tảng tốt cho thành tựu của ngày mai. Chỉ cần chúng ta cố gắng hết mình, thành tựu chắc chắn sẽ đến. Tôi tin điều đó một cách tuyệt đối, Ngô Kiến Huy cho biết. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.